Thưa đại ca, có hai thằng trùng rất có vị, nó đang tiến thẳng vào làng mình. Được rồi. Đại ca làm đại ca, em là em. Thằng nào? Chúng nó đây rồi, chúng nó đây. Chạy lên. Muốn nhìn lên. Thằng nào nghĩ ra cái trò này đấy? À, mày đúng không? Mày bước chân ra đây. Bảo tao á? Tao bảo mày ấy. À, con chó này. Mày bảo ai là danh con hả mày? Chắc chi mày bằng tuổi tao đâu bảo tao là danh con hả? À, danh con này mày khá quá nhở. Mày bao tuổi? Tao á? Tao gần 30. Gần 30 là bao nhiêu? Gần 30 tao 21 tuổi. Thằng danh con này ăn nói bố láo quá nhỉ. Bố mày mới gần 30 tuổi đây này nhá. 30 tuổi là bao tuổi? Bố mày 22 nên làm sao? Hả? Ừ. Làm sao? Tao hơn mày 1 tuổi đấy, làm sao? Hai thằng danh con này. Mày biết đại ca tao là ai không? Hả? À? Mày biết chúng mày đang đứng ở đất của ai không? Hả? À? Dạ, bọn em mà. Không biết ạ. Tao trịnh trọng tuyên bố cho chúng mày biết. Đây là đại ca tao. Tao mới là đại ca. Đã tuyên bố cho chúng mày biết đây là đất của anh em tao, của anh em bang của tao. Bang của tao là Hello. Xin chào hai con chó, chúng mày đã đến với bang Tam Mao TV. Bọn em xin phép là bọn em đúng là có mắt mà không trông thấy Thái Sơn ạ. Gớm mà các anh chọn bang chủ là khéo quá. Gớm nhìn bang chủ các anh trông to như con khỉ nhà em ấy ạ. Ôi giời, cái chó này. Ý của em là bố em có dặn em là đi ra ngoài đường là phải trung thực thật thà dũng cảm, nhìn thế nào thì em bảo thế, chứ em cũng còn không dám nói rằng là thậm chí là anh còn không to bằng con chó nhà em ạ. Ôi giời, xúc phạm quá. Hai con chó này, chúng mày có tin là tôi đem chúng mày đi nấu siêu canh ngay cứ vào luôn không? Làm sao? Dạ. Thằng dây con kia? Không, dạ, không có gì ạ. Em trêu ấy mà. Em đùa. À, chúng mày thích bướm không? À, có gì đâu. À. Thế bây giờ Tam Mao TV có còn muốn đấu với Dâm Thóc TV không? À, dạ, à. Bọn em có dám thi thố gì đâu. À. Dạ. Bọn em đùa thôi. Chúng mày chạy. Cục kịch à? Nè. Sao chị? Dậy đi. Bọn em đùa rồi ạ. Đứng hết này. Bọn em chỉ đùa thôi. Này, dạ. Em ấy. Về mua tiền thuốc cho anh em nghe chưa? À, dạ. Dạ. Mày. Đúng rồi, tôi chết rồi. Vừa nãy chúng mày có nhìn thấy hai thằng kẹp một cô gái ở giữa đi trên các con xe quay đen không? Chúng mày thấy không? Thưa đại ca, em vừa nhìn thấy chúng nó lai nhau ra cái nhà hoang ở bên cánh đồng bên kia kìa. Có thật không? Thề luôn. Tao không thấy. Đi. Xe thì chúng mày mang về rửa sạch cho tao nhá.